răng mọc lệch, răng khấp khểnh, răng hô không chỉ khiến nhiều người mất tự tin khi giao tiếp mà còn ảnh hưởng nhiều đến chức năng ăn, nhai, sâu răng và viêm lợi. Do đó, nắn chỉnh răng là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, khác với nhiều phương pháp khác như trám răng, cạo vôi răng, tẩy trắng răng, có thể cho kết quả nhanh chóng thì việc niềng răng lại cần một khoảng thời gian dài, từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm rưỡi. Xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đã biết, việc niềng răng hiện nay không giới hạn là dành cho trẻ em nữa, mà chúng ta có thể niềng răng ở những độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, việc niềng răng thế nào để thực sự có hiệu quả? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân. Xin chào tiến sĩ. Xin chào quý vị khán giả. Dạ. Thưa tiến sĩ, hiện nay thì Huyền thấy có rất nhiều những phương pháp để có thể niềng răng khác nhau, và mỗi một phương pháp thì lại có cái giá thành khác nhau nữa. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là chúng ta có bao nhiêu phương pháp niềng răng và những cái đối tượng nào phù hợp với từng phương pháp ạ? Thưa các bạn xem đài, thì hiện nay một cách tổng quát mà nói thì có hai phương pháp niềng răng. Một phương pháp là niềng răng không phẫu thuật, và phương pháp thứ hai là phương pháp niềng răng có phẫu thuật, hay còn gọi là phẫu thuật chỉnh hình răng. Đối với phương pháp mà niềng răng không phẫu thuật thì chúng ta thường sử dụng là nhiều cái loại khí cụ khác nhau. Đầu tiên có thể kể đến là cái khí cụ tháo lắp. Cái khí cụ này thì cho phép bệnh nhân có thể lấy ra và lắp vào để sửa chữa những cái sai lệch đơn giản, hay là những cái thói quen xấu mà ảnh hưởng đến cái quá trình mọc răng cũng như phát triển của xương hàm sau này. Cái khí cụ thứ hai đó là cái khí cụ gọi là khí cụ cố định. Khí cụ này thì gắn chặt vào răng, có thể gắn ở mặt ngoài mà cũng có thể gắn ở mặt trong. Khi được gắn ở mặt trong thì nó thẩm mỹ hơn, tuy nhiên cũng sẽ áp dụng cho những trường hợp đơn giản hơn. Và hiện nay thì người ta đã phát triển thêm một cái loại khí cụ mới là không cần mắc cài, không cần gắn vào răng gì cả, mà ta làm một cái máng nhựa trong, thì nó trông nó rất thẩm mỹ, nó rất phù hợp với những cái đối tượng như là những người phải có cái giao tiếp cộng đồng. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái hạn chế là chúng ta chỉ áp dụng được cho những cái trường hợp đơn giản thôi. Còn cái phẫu chỉnh hình mà phẫu thuật thì áp dụng cho những cái đối tượng là trẻ em mà đã có sự phát triển hoàn toàn, hoàn chỉnh về cái hệ thống sọ mặt, thường là trên 18 tuổi. Và được chỉ định trong trường hợp mà có cái sai lệch về răng cũng như xương hàm một cách nghiêm trọng. Thưa tiến sĩ, vậy thì một cái quy trình niềng răng diễn ra như thế nào ạ? Cái quy trình niềng răng diễn ra một cách có thể trả lời là gồm có 6 cái công đoạn. Cái công đoạn đầu tiên là chúng ta gọi là thu thập dữ liệu. Thứ nhất là chúng ta phải khám trên lâm sàng. Thứ hai là chúng ta chụp hình. Sau đó thì chúng ta đi chụp phim. Rồi chúng ta lấy dấu mẫu hạt. Đến bước thứ hai là chúng ta phân tích cái dữ liệu này để người ta xác định được đó là cái mức độ di lệch, mức độ trầm trọng của sự lệch lạc răng cũng như là xương hàm. Chúng ta đưa ra cái chẩn đoán và chúng ta đi đến cái điều trị. Đến bước thứ ba là gặp lại bệnh nhân để tư vấn. Thì tư vấn thì chúng ta phải trả lời được với bệnh nhân rằng là cái trường hợp này cần điều trị là có phẫu thuật hay là không có phẫu thuật. Rồi có nhổ răng hay là không có nhổ răng. Chúng ta cũng giải thích thêm với cái bệnh nhân rằng là cái trường hợp này thì chúng ta áp dụng những cái khí cụ gì. Và bước thứ tư thì chúng ta bắt đầu vào cái quá trình thực hiện. Quá trình thực hiện thì đầu tiên thì chúng ta lắp những cái khí cụ đơn giản vào trước. Rồi sau đó chúng ta lắp những cái khí cụ phức tạp để cho bệnh nhân có cái sự thích nghi dần dần, và thông thường nó sẽ kéo dài trong vòng 1, 2 hoặc 3 năm. Khi niềng răng, việc vệ sinh răng miệng cần được quan tâm kỹ hơn vì thức ăn rất dễ bám vào mắc cài, dây cung. Khi vệ sinh răng miệng cần chú ý, chọn lựa bàn chải mềm, chải thật sạch từng mặt răng của tất cả các răng, bao gồm các vùng phía trên, dưới, giữa mỗi mắc cài, chải 10 nhịp ở mỗi mặt răng. Nên sử dụng bàn chải kẽ dành cho người mang niềng răng, còn được gọi là bàn chải hình cây thông Noel. Chải từ trên xuống, sau đó lại chải từ dưới lên mỗi răng mang mắc cài. Để làm sạch thức ăn giữa các kẽ răng, cần sử dụng chỉ nha khoa, đưa chỉ qua dây niềng, sau đó chuyển động nhẹ nhàng sợi chỉ theo chiều từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng để không làm tổn thương lợi. Hôm nay thì tôi có đưa đứa em đi niềng răng, nhưng mà đứa em nó cũng có nhiều băn khoăn là không biết là niềng răng có hiệu quả hay không, với cái chi phí khá là cao. Thứ hai nữa là nó cũng sợ là sau khi niềng răng thì bất tiện trong sinh hoạt ăn uống. Thứ nhất là mình lớn tuổi, thứ hai là răng mình nó có mất những cái răng ở vị trí không đúng để kéo,
Rồi mình cũng lo lắng là không biết kéo sẽ dạ niềng sẽ như thế nào. Vâng, thưa tiến sĩ, những người mà đang có ý định đi niềng răng sẽ có những cái lo lắng của họ. Và những người đã niềng răng rồi thì cũng có những người gặp những cái vấn đề của họ. Ví dụ, Huyền thấy có một số người đã niềng răng xong thì cảm thấy bị đau. Và có những người thì thậm chí lại còn bị long hay là bị gãy những cái mắt cài đó. Thì chúng ta có thể gặp những cái tình huống nào xảy ra sau khi niềng răng và giải quyết nó như thế nào, thưa tiến sĩ? Khi mình mới gắn những cái khí cụ vào thì hiển nhiên là nó khó chịu. Vì bình thường mình có một cái gì nó dắt vào răng mình đã khó chịu rồi, cũng như là mình bỏ cái khí cụ lớn vào trong miệng như thế. Đấy. Thì cái giải pháp trong trường hợp này là mình nên chia nhỏ cái thời gian để gắn cái khí cụ vào. Có nghĩa rằng mình gắn từng công đoạn một, từng phần một để cho bệnh nhân có sự thích nghi từ từ. Cái thứ hai là mình làm cho những cái khí cụ trong miệng nó dễ chịu hơn. Ví dụ những cái mắc cài nó hơi bé nhọn thì có một cái khí cụ là mình che lại cái đấy. Mình hướng dẫn cho bệnh nhân họ sử dụng trong những cái thời gian đầu tiên, 1-2 tuần đầu. Nếu lỡ như những cái dây cung, những cái mắc cài nó bong ra thì mình làm sao? Thì một cách đơn giản là mình dùng cái miếng gòn, mình tẩm ướt đi, mình che lên đấy. Thì nó không có vướng vào môi má thì nó không đau. Thì cái đó mình có thời gian để mình đến lại cái phòng nha, cái phòng mạch của bác sĩ để bác sĩ gắn vào trở lại. Còn dỡ như cái mắc cài nó bong suốt ra thì mình nên giữ lại. Mình gói lại trong tờ giấy, mình mang đến phòng nha để mình nhờ bác sĩ gắn lại. Vâng, có một điều nữa mà Huyền thấy mọi người lo lắng. Đó chính là cái việc sau khi mà niềng răng thành công rồi thì liệu răng nó lại quay trở lại cái vị trí cũ không ạ? Sau khi mình tháo mắc cài không có nghĩa rằng mình đã kết thúc cái quá trình điều trị. Mà mình chuyển qua một bước nữa, mình gọi là bước thứ 6 hay là bước cuối cùng là mình phải duy trì cái kết quả niềng răng. Cái thời gian duy trì thì ít nhất là 1 năm. Thì nó có 3 cái phương pháp để duy trì. Cái phương pháp thứ nhất là mình dùng cái khí cụ gọi là khí cụ Holay. Thì khí cụ này nó giúp để ổn định cái răng ở tại cái vị trí mà mình đã mong muốn giữ nó. Đấy, như khí cụ này lấy ra lấy vào. Khí cụ thứ hai là khí cụ là một cái máng nhựa trong, nhưng khí cụ này cũng lấy ra lấy vào. Và một cái khí cụ thứ ba là một cái cung dây. Cung dây này mình dán vào những cái răng nhưng mà dán ở mặt trong. Mình như cười sẽ không thấy, nó thẩm mỹ. Và nó rất dễ thích nghi. Và khí cụ này là rất ổn định để duy trì cái kết quả. Huyền tin là quý vị và các bạn sau khi gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân ngày hôm nay đã biết thêm nhiều thông tin xung quanh việc niềng răng và chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cách tốt nhất để có được một hàm răng đẹp. Còn đến đây thì Khánh Huyền xin được thay mặt khán giả cảm ơn tiến sĩ bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn Khánh Huyền, xin cảm ơn quý vị khán giả. Một người mà có hàm răng đều đẹp thì sẽ gây được thiện cảm với người đối diện mà khi nói chuyện. Nếu như mà người nào mà có một cái hàm răng sáng bóng đều đẹp thì đó sẽ là lợi thế cho họ trong giao tiếp, trong cuộc sống. Một người có hàm răng đẹp á, thì luôn luôn tự tin trong vấn đề giao tiếp, rồi ăn uống là cũng dễ dàng nữa.